ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm mũi tấn công của bộ đội giải phóng tiếp tục thần tốc tiến vào đánh chiếm xà huyệt cuối cùng của chính quyền Sài Gòn theo đúng tinh thần. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam trước khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Từng đoàn quân giải phóng hùng dũng tiến về các mục tiêu trọng yếu trong sự chào đón của người dân. Gần trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cổng Dinh Độc Lập bị húc đổ. Đúng 11 giờ 30 phút, lá cờ quân giải phóng đã tung bay ngay tại tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Non sông đã được thu về một mối. Cả đất nước trọn niềm vui. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, mà còn chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập và cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của quân đội ta trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã toàn thắng kể từ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc chặng đường 30 năm bền bỉ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với một trong 8 người chỉ huy chiến dịch, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, người chỉ huy cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, đã ra đi hôm 22 tháng 4 vừa qua. Trung tướng Lê Nam Phong có nhiều kỷ niệm với Thủ trưởng Lê Đức Anh trong những trận đánh. Nhưng ấn tượng nhất là trận Phước Long, cách Sài Gòn hơn 100 km về hướng Tây Bắc. Trận đánh đầu năm 1975 mang tính thăm dò khả năng quân đội Sài Gòn và sự can thiệp Mỹ do Trung tướng Lê Đức Anh chỉ huy. Khi mà đánh Phước Long và đánh Điện Quán, đánh Long Khánh, tôi có đề nghị với ông nói đánh Long Khánh không cần phải đánh Công Kiên, ông không phải là đánh công sự vững chắc, mà bảo vệ chia cắt các đường không, các đường bộ và pháo bắn pháo vào sân bay Biên Hòa là nó phải hàng, nhưng mà ông bảo không được, ở ngoài bộ không đồng ý, thế không giải pháo với Long Khánh rồi. Thì tôi lại nhớ ông, một con người hy sinh cả cuộc đời của mình và sinh ra ông để mà đánh giặc, mà đánh giặc thì rất là sáng suốt. Phước Long là tỉnh đầu tiên được hoàn toàn giải phóng, và sự kiện giải phóng tỉnh Phước Long có ý nghĩa như là một đòn trinh sát chiến lược để cung cấp dữ liệu cho Bộ Chính trị đang họp ở Hà Nội hạ quyết tâm là phải giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. Sau chiến thắng Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, cả nước dõi theo những tin thắng trận. Và từ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị đã chính thức mở màn. Trung tướng Lê Đức Anh làm phó tư lệnh chiến dịch, kiêm chỉ huy cánh quân phía Tây và Tây Nam Sài Gòn, một hướng khó khăn nhất với đồng nước, kênh rạch và sình lầy. Lúc này, những mũi tên màu đỏ trên bản đồ chiến dịch đang được vẽ sát gần hơn với những mục tiêu đã định sẵn trong nội đô Sài Gòn. Bộ đội được các hướng tiến quân vào Sài Gòn ra định với khí thế thần tốc chưa từng có. Thời gian lúc này là sức mạnh, mỗi phút đều là vô giá. Sài Gòn lúc này đã bị bao vây từ năm ngả. Hòa bình đã ở trong tầm tay. Riêng anh nước anh đánh từ Long An anh này thì lúc khó khăn nhất chỗ đó là những cũng khó khăn nhất. Nếu đem xe tăng được đem mấy thì cũng khó khăn, nhưng mà ông này ở chiến trường miền Tây quen rồi, ông cũng có kinh nghiệm về sông nước và ông được mấy cái sư đoàn của bộ ông đưa đấy thì ông đánh lên đấy thì ông cũng hoàn thành tốt được nhiệm vụ này. Trong cuốn hồi ký, đoạn viết khi kết thúc chiến dịch, khi được Bộ Chỉ huy chiến dịch gọi lên họp, ông đã nói cho ông được ngủ đã vì quá mệt. Ai vừa trải qua những thử thách nghiệt ngã, những ngày tháng căng thẳng, thì hẳn sẽ hiểu và cảm thông cho giấc ngủ không gì cưỡng nổi của những người lính ngay khi vừa kết thúc cuộc chiến tranh. Và 44 năm sau, thì ông đã đi vào giấc ngủ thật dài.
Vâng, có mặt tại Sài Gòn thời điểm năm 1975 thì nhiều phóng viên báo chí quốc tế cũng đã đưa tin ghi lại những hình ảnh chân thực về thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam khi mà non sông thu về một mối. Và trong số đó thì có khoảng 30 nhà báo, phóng viên quay phim Nhật Bản tác nghiệp tại Sài Gòn. Ông Norimoto Mori, một đặc phái viên của đài truyền hình NHK tại Sài Gòn, đã trực tiếp ghi lại những thước phim về ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử cùng hình ảnh chân thực về cuộc sống của người dân Sài Gòn thời điểm bấy giờ. Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên với người phóng viên này. Tôi đến Sài Gòn một năm trước khi giải phóng. Khi đó, cuộc sống ở Sài Gòn diễn ra vô cùng bình thường. Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể chứng kiến và đưa tin Sài Gòn giải phóng. Ông Norimoto Mori sinh năm 1940. Năm 1975, khi 34 tuổi, ông nhận nhiệm vụ và trở thành đặc phái viên của đài truyền hình NHK chi nhánh Sài Gòn. Trực tiếp cầm máy quay, tường thuật và đưa tin từ hiện trường. Năm 1975, ông đã cùng các đồng nghiệp của mình ghi lại những hình ảnh về Sài Gòn ngày giải phóng. Ông Mori kể lại, khi đó chi nhánh của đài NHK nằm ngay phía trước Dinh Độc Lập. Đây là vị trí được cho là nguy hiểm khi đoàn quân giải phóng tiến vào. Bởi vậy, ngày 27 tháng 4, các phóng viên người Nhật của NHK đã chuyển đến một khách sạn cách đó không xa, khách sạn Barraso, cao 15 tầng. Vì máy quay phim khi đó ống kính rất to, tôi đã phải che nó sau khóm cây để tránh bị phát hiện và hiểu nhầm là đang ngắm bắn. Tôi vừa dẫn lời tường thuật cảnh đoàn quân giải phóng tiến vào, vừa lia máy quay ghi lại hình ảnh thời khắc lịch sử đó từ trên cao. Khi những chiếc xe tải chở quân giải phóng tiến vào, ở khắp nơi người dân ùa ra đường, không khí hân hoan chào đón. Hòa chung trong dòng người mà không hề lo sợ, ông Mori đã bắt tay và xin phỏng vấn những người lính giải phóng trong sự gần gũi, tràn hòa. Ra đường tác nghiệp, thấy cảnh người dân cho anh lính giải phóng xem đồng tiền Đông Dương, còn anh lính thì đưa tờ tiền đồng ra cho mọi người xem. Sau nhiều năm đất nước này bị chia cắt, cuộc trò chuyện đó khiến tôi cảm giác như họ là những người thân mới đi xa trở về. Tất cả gần gũi trò chuyện như những người trong gia đình. Sau ngày giải phóng, ông Mori lưu lại Sài Gòn thêm 40 ngày để tiếp tục ghi lại cuộc sống tại đây khi chiến tranh kết thúc. Những tấm hình hay thước phim mà ông Mori cùng các đồng sự ghi lại không chỉ đưa tin về tình hình chiến sự, nó còn cho thấy cuộc sống của người dân Sài Gòn lúc bấy giờ và trở thành tư liệu quý mô tả chân thực về cuộc chiến tranh và về sự thống nhất hai miền Nam Bắc của Việt Nam.